Với xe đào tạo Forex cứ xin gửi đến nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream tiếp tục ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là chuỗi series livestream giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex. Trong cái tài khoản giao dịch này của bên trung tâm đào tạo Forex, chúng tôi đã gửi đến nhà đầu tư xuyên suốt trong vòng gần 2 tháng qua trên thị trường, từ những giá trị đơn tài khoản thấp nhất cho đến bây giờ là nhiều tài khoản đã lên đến gần gì nhỉ, 5.000 đô. Và tài khoản này được xuất phát từ ban đầu chỉ có khoảng tầm 900 đô trên thị trường, và gì nhỉ, đến nay tài khoản này đã lên gần đến 5.000 đô. Và mời nhà đầu tư theo dõi và từng cái lệnh giao dịch ở trên thị trường của tài khoản này đã được trung tâm đào tạo Forex live trực tiếp trên thị trường để gửi đến nhà đầu tư trong suốt thời gian qua trên thị trường từ ngày 22 tháng 10 cho đến nay. Và nhà chúng tôi cũng cảm ơn nhà đầu tư đã theo dõi những cái livestream của chúng tôi và có những cái phản hồi rất là tích cực về những gì mà tôi chia sẻ. Đây là điều mà bản thân chúng tôi cảm thấy rất là vui khi được cùng đồng hành với cả nhà đầu tư trên thị trường. Chúng tôi chỉ muốn truyền một thông tin đến nhà đầu tư: khi các bạn tham gia bất kỳ một cái khóa học giao dịch nào trên thị trường thì bản thân chúng ta phải xác định được những cái kiến thức giao dịch chúng ta học ở trên thị trường có được giá trị thực tiễn hay là không. Nếu mà gì nhỉ, kiến thức đó có được giá trị thực tiễn thì lúc đấy giá trị thực tiễn có từ đâu, là phải có từ ở bản thân chúng ta, phải đánh giá được xem là cái những cái chia sẻ và những cái mà gì nhỉ, họ truyền đạt cho chúng ta có cơ sở để chúng ta nhìn nhận, có cơ sở để chúng ta đánh giá hay không. Đây mới là điều mà chúng tôi cần để nhà đầu tư hiểu và có thể gì nhỉ, nhìn nhận được vấn đề tại sao các bạn tham gia trong thị trường Forex này bị mất tiền. Thì đấy, thì các bạn phải hiểu rằng khi mà chúng ta tham gia vào trong giao dịch thì chúng ta không vận dụng được kiến thức, không vận dụng được các giá trị về cơ hội trên thị trường, mà cứ chăm chăm vào vấn đề là tài khoản phải lớn rồi để đánh những lệnh nhỏ trên thị trường. Chưa học xong đã gì nhỉ, thầy đã xúi mở tài khoản. Chưa học xong thì thầy đã xúi là đánh ở trên thị trường. Và như vậy thì nhà đầu tư cực kỳ nguy hiểm khi mà chúng ta chưa thấy được cái người thầy họ chứng minh về tài khoản, chưa thấy được cái người thầy họ chứng minh về những giao dịch của họ trên thị trường, mà chúng ta chỉ có nghe được cái lời nói trên thị trường thôi. Thì đó là điều hết sức nguy hiểm khi mà chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Bởi vì vấn đề nhờ mọi giá trị kiến thức chúng ta phải thấy được rõ lên một thứ này nhờ, toàn bộ những giá trị đó phải được thấy người thầy của mình họ vận dụng vào trong thị trường thực tế, họ chứng minh bằng chính tài khoản của họ. Có như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái kiến thức này là áp dụng vào trong thị trường, chứ không phải nhỉ, chúng ta thấy nó lên đây xong rồi nó cho con này buy, con kia sell bao nhiêu pip, rồi top loss bao nhiêu hay take profit bao nhiêu. Nếu mà gì nhỉ, một nhà đầu tư nào tham gia vào trong thị trường mà để tin vào những cái giá trị vớ vẩn như vậy trên thị trường thì nhà đầu tư đó cần phải xem xét, cần phải suy nghĩ lại cái quá trình mà các bạn tham gia vào thị trường này để làm gì, chứ không phải nhà để chúng ta đi nhận lệnh một cách vớ vẩn như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta nhận lệnh một cách vớ vẩn như vậy thì lấy giá trị gì ra để mà chúng ta tin rằng cái kẻ mà nó chia sẻ đấy cho bản thân chúng ta nó có giao dịch hay là không, hay là gì nhỉ, mục đích của chúng nó thì nhà ra ngoài để đưa ba cái lệnh đấy để cuối cùng mục đích của nó là bán cái thứ kiến thức mà vô giá trị trên thị trường. Thì đây là điều mà nhà đầu tư cần phải xem xét, cần phải nhìn nhận và cần phải tìm hiểu cho thật kỹ. Các bạn phải nhớ rằng tất cả mọi thứ trên cái cuộc sống này và nhất là trong thị trường đầu tư, chúng ta phải có một thứ đây nhỉ, phải có sự chứng minh. Và trong đầu tư thì phải có kết quả. Kết quả không phải bằng lời nói, không phải là bằng bánh vẽ, mà kết quả ở đây bằng gì nhỉ, bằng chính những hành động thiết thực của thị trường. Mà những cái hành động thiết thực của thị trường giao dịch Forex đó là nhỉ, bằng tài khoản, bằng những giao dịch live hoặc bằng những cái cứu tài khoản, nhưng phải có giá trị để chúng ta nhìn nhận. Chúng ta là gì nhỉ, chúng ta không được một cách chỉ có tin vào lời hứa ở trên thị trường đầu tư, không có vụ mà tin vào lời hứa ở trên thị trường đầu tư, không có giá trị để cho gì nhỉ, một cái sự quyết định không có cơ sở. Thì đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận. Bởi vì khi các bạn quyết định không có cái cơ sở để chứng minh thì người lĩnh hậu quả chính là bản thân các bạn, chứ không phải là bất kỳ một ai trên thị trường này. Để kiếm được ra tiền ở trên thị trường đầu tư như là bất động sản, chứng khoán hay Forex hay là coin đều là những giá trị mà chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta tìm hiểu, để có thời gian chúng ta thích nghi, để có phần thời gian để chúng ta trải nghiệm, để cuối cùng chúng ta mới có kinh nghiệm để chúng ta
trong chính thị trường đấy để chúng ta tạo ra những giá trị cho bản thân mình. Ngay cả trên thị trường Forex này cũng thế. Tất cả mọi thứ khi chúng ta sử dụng đến đòn bẩy thì chúng ta phải hiểu rõ những cái vấn đề nhỉ, nguy hiểm tác hại của một thị trường đó. Trong cuộc sống hay ở trên thị trường đầu tư nó đều có hai mặt của vấn đề hết. Chính vì vậy các bạn cần phải nhìn cho thấu đáo. Đây là những chia sẻ của bản thân tôi đến cho nhà đầu tư. Tại vì tôi trong quá trình đầu tiên khi tham gia vào trong thị trường này cũng đã bị những cái thằng không có kiến thức ở trên thị trường thuốc, và đến bây giờ tôi chia sẻ lại để cho nhà đầu tư hiểu rõ những vấn đề này trên thị trường. Và tôi mong muốn rằng nhà đầu tư nên nhớ kỹ rằng khi các bạn tìm hiểu về bất kỳ một khóa học, khi mà các bạn trải nghiệm ở trên thị trường Forex, các bạn phải nhớ kỹ rằng không có vụ ăn xổi thì không có vụ. Có thể học xong vừa vào học có thể kiếm tiền ngay tại lớp, hay là gì nhỉ, các bạn học xong có thể ra được kiếm tiền, đây là điều hết sức ấu trĩ cho bản thân chính các bạn. Khi mà bản thân các bạn còn chưa kịp định hình nó xem thị trường Forex này là gì, các bạn còn chưa kịp hiểu thứ kiến thức của các bạn có thể vận dụng được vào trong thực tế hay là không, các bạn chưa kịp nhìn nhận rằng thầy dạy Forex của các bạn có tự tạo được ra giá trị trên chính thị trường trading này hay là không. Đây là điều mà các bạn cần phải làm sao phải tìm hiểu cho thật kỹ trước khi quyết định đóng tiền ở bất kỳ một nơi nào đó trên cái thị trường Forex này, về dạy về kiến thức giao dịch ở trên thị trường Forex này. Nếu các bạn không chịu làm điều này thì xin lỗi các bạn, tiền ở phía sau mất còn nhiều hơn là gì nhỉ, cái tiền học mà các bạn phải bỏ ra. Với các bạn phải nhớ rằng giá trị tài khoản, giá trị của giao dịch chính là những cái keyword mà gì nhỉ, bất kỳ một ai tham gia vào thị trường Forex này họ đều phải có cái đấy để chứng minh ở trên thị trường này. Và các bạn nên nhớ rằng các bạn có đi xin việc ở đâu, các bạn phải chứng minh năng lực. Các bạn không chứng minh năng lực thì xin lỗi các bạn, đừng có hòng mà người ta thuê bạn. Các bạn nên nhớ rằng các sếp họ muốn đầu tư vào vào đâu thì các cái startup đấy họ phải chứng minh được những cái mà họ đưa ra đấy nó phải có triển vọng và để áp dụng vào trong thực tế, có triển vọng để sinh lời và gì nhỉ, đã có đường đi nước bước rõ ràng hay là chưa. Chứ không phải là nhà anh thích thì anh đầu tư, anh không thích thì anh không đầu tư. Bởi vì cái sự nhạy cảm đây không phải là nhà sự nhạy cảm ở trên tài khoản của cái người thầy. Người thầy là phải có trách nhiệm đem tài khoản của bản thân mình ra để cho học viên, để cho những người đến tìm hiểu họ nhìn thấy và để họ đánh giá. Người thầy phải có trách nhiệm nhà chứng minh về những giao dịch của bản thân mình ở trên thị trường. Có như vậy thì học viên người ta mới biết được là nhà vận dụng kiến thức là như thế nào. Chứ không phải là nhà chúng ta nghĩ rằng xem tài khoản thầy là gì nhỉ, là nhạy cảm, hay là gì nhỉ, thầy nói với cả chúng ta là xem tài khoản thầy là nhạy cảm, quyền riêng tư, hay là gì nhỉ, xem tài khoản là gì nhỉ, xui, hoặc là xem tài khoản sẽ bị hack. Xin lỗi cả các bạn, không có vụ đấy. Tiền của các bạn mới là sự nhạy cảm, tiền của các bạn chính là mồ hôi nước mắt mà các bạn phải tiết kiệm ra để mà các bạn có thể gì nhỉ, đi tìm một cơ hội. Thì trong cái quá trình các bạn đi tìm cơ hội thì họ phải chứng minh cho bản thân các bạn. Và các bạn phải nhớ kỹ rằng một thứ nữa tôi chia sẻ nhà đầu tư, các bạn không được tin bất kỳ ai trên thị trường này. Và các bạn nên nhớ rằng hiện nay rất là nhiều các cái sàn Forex nó cho IB nó gọi điện ra giả để mời các bạn tham gia vào thị trường, sẽ nói có hết chuyên gia này chuyên gia kia sẽ hỗ trợ các bạn kiếm bao nhiêu tiền ở trên thị trường này. Xin lỗi các bạn hãy xin nó tài khoản giao dịch của bản thân nó, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là nhà nó không có giao dịch ở trên thị trường này. Và rất là nhiều các nhà đầu tư đã bị mất tiền ở trên thị trường này, mất những số tiền không phải 1-2 nghìn đô mà mất những số tiền cực kỳ lớn. Đó, đây là điều mà tôi chia sẻ đến cộng đồng, mà tôi muốn cộng đồng nghe được, hiểu được và gì nhỉ, đánh giá cho thật kỹ cái con đường sự mà các bạn đi. Và như nhà khi mà các bạn quyết định một cái gì đó hời hợt thì các bạn sẽ phải trả giá như thế nào trên thị trường giao dịch Forex này. Và các bạn phải biết một vấn đề nhỉ, tại sao tiền của các bạn mà các bạn lại phải đi tin người khác, tại sao người khác không chịu chứng minh cho các bạn để thấy rõ những giá trị mà gì nhỉ, các bạn đang cần tìm hiểu trên thị trường đấy. Đây là điều mà gì nhỉ, bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cũng cần phải nhìn nhận, cần phải hiểu cho rõ. Chứ không phải là nhờ chúng ta chỉ vì cái mối lợi 10 hay 20 đô trên thị trường rồi thì cuối cùng chúng ta đánh mất cả ngôi nhà, mất cả gia sản, mất cả hạnh phúc của bản thân mình. Và cuối cùng cái người mà chúng ta tin tưởng nhất để theo học đóng tiền đấy cuối cùng trục lợi trên cái giá trị mà chúng ta đưa ra. Cuối cùng khi mà chúng ta hiểu rõ vấn đề thì mọi thứ nó đã xong xuôi hết rồi, và họ coi như là gì nhỉ, họ đã phủi tay, coi như là họ đã cho các bạn coi như là hiểu rõ về giá trị. Chỉ khi mà các bạn mua với giá trị rất là đắt nhưng chỉ có một thứ giá trị duy nhất nhỏ xíu xíu như này, và các bạn hiểu rõ rằng nhỉ, đấy chỉ là những giá trị kiến thức căn bản mà thôi. Đây là điều mà nhỉ,
Bên trung tâm đào tạo Forex chia sẻ đến nhà đầu tư và các bạn thấy rõ những cái live stream trực tiếp ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex trong suốt những thời gian qua ở trên thị trường. Chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá toàn bộ những cái giá trị giao dịch live stream trực tiếp này trên thị trường. Từng lệnh một tôi đều có gửi đến nhà đầu tư trong suốt thời gian gần 2 tháng qua trên thị trường để nhà đầu tư xem xét và đánh giá. Và gì nhờ bản thân các bạn phải nhớ kỹ rằng các bạn muốn vận dụng được tài khoản nhỏ để đánh lên lớn thì bản thân các bạn phải có kỹ năng giao dịch. Các bạn không có kỹ năng giao dịch thì các bạn sẽ gì nhờ phải sử dụng số tiền rất là lớn trên thị trường. Đánh các trong các phương pháp giao dịch thì các bạn phải nhớ kỹ rằng đánh rời rạc hay đánh phối hợp lại với nhau đều có giá trị với nhất định ở trên đấy. Và những giá trị nhất định này của chúng ta muốn vận dụng được thì chúng ta phải có cả một quá trình để chúng ta trải nghiệm trên thị trường. Và mỗi một phương pháp sẽ có những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Và mỗi một phương pháp sẽ có những cái cách vận dụng khác nhau. Và mỗi một phương pháp sẽ do những cái người trader họ sẽ vận dụng vào thực tế khác nhau trên thị trường. Và từng thời điểm họ sẽ gì nhỉ? Sử dụng để cuối cùng trong các cái phương pháp này để chúng ta tìm được ra vấn đề là nhà rót vốn vào thị trường và đem được về lợi nhuận cho chính bản thân mình. Đây là điều chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể hiểu rõ được khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Đây là chuỗi video kế tiếp ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tất cả những ai thích có thể lên gặp trực tiếp tôi có thể cho các bạn coi tài khoản xuyên suốt của tôi trong 2 năm vừa qua trên thị trường. Website đào tạo forex.com. Xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư ngày mới giao dịch thành công. Tất cả những ai thích có thể lên gặp trực tiếp tôi có thể cho các bạn coi tài khoản xuyên suốt của tôi trong 2 năm vừa qua trên thị trường. Website đào tạo forex.com. Xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư ngày mới giao dịch thành công.